tiểu hành tinh lớn nhất năm đang lao về phía trái đất. Một tiểu hành tinh dài khoảng 1,1 km, lớn hơn tòa nhà cao nhất thế giới, Buri Khalifa sẽ sượt qua trái đất trong khoảng 2 tuần tới. Tiểu hành tinh 2002 AG-129 nằm trong nhóm có khả năng gây nguy hiểm theo phân loại của cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ. Viết tắt là NASA sẽ bay qua hành tinh của chúng ta ở tốc độ là 107,826 km giờ. Theo International Business Times, Tốc độ của 2002 AZ-129 nhanh hơn gấp 15 lần so với máy bay nhanh nhất thế giới hiện nay là máy bay siêu nhanh North American X-15 có tốc độ tối đa là 7.300 km h Tiểu hành tinh này có đường kính khoảng 1,1 km, dài hơn nhiều so với tòa nhà Puri Khalifa ở Dubai, có chiều cao hơn 0,8 km. Dự kiến 2002 AZ-129 sẽ đến gần với trái đất nhất vào ngày 4 tháng 2 ở khoảng cách tương đối gần 4.208.641 km. Và để so sánh khoảng cách giữa trái đất và mặt trăng là 384.400 cây số. NASA xếp những tiểu hành tinh vào nhóm nguy hiểm nếu chúng tiếp cận trái đất trong vòng 7.403.000 km. Đây là thiên thể lớn nhất lao qua hành tinh của chúng ta trong năm nay. Các nhà nghiên cứu trước đây đã chỉ ra nếu một thiên thạch lớn cỡ này đâm vào trong trái đất, hậu quả sẽ là thời kỳ tiểu băng hà tác động từ vụ va chạm sẽ khiến cho nhiệt độ trung bình trên trái đất khắp thế giới giảm xuống nhiều nhất là 8 độ C. Theo một nghiên cứu năm 2016 về những ảnh hưởng của vụ va chạm với tiểu hành tinh đường kính là 1 km, các nhà khoa học cảnh báo tác động nghiêm trọng của việc trên toàn cầu sẽ kéo dài vài năm, biến hành tinh thành nơi tối, lạnh và khô hơn, Charlotte Bardin. Nhà khoa học ở Trung tâm Nghiên cứu Khí quyển Quốc gia cho biết trong một buổi thuyết trình trước Liên đoàn Địa vật lý Mỹ năm 2016, trong trường hợp xấu nhất, mùi thang sẽ tồn tại trong khí quyển suốt 10 năm, trong khi lớp bụi mất 6 năm để lắng xuống mặt đất. Tuy nhiên, NASA cho rằng 2002 AZ-129 không có khả năng đâm vào trái đất. Hiện nay, cơ quan này không thể làm chệch hướng tiểu hành tinh đâm về phía trái đất, nhưng có thể giảm bớt tác động và tiến hành những biện pháp bảo vệ sinh mạng và tài sản, bao gồm sơ tán khu vực chịu tác động và di dời cơ sở hạ tầng trọng yếu. News TV, kênh thông tin giải trí chọn lọc. Hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ clip hấp dẫn nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy subscribe, share, like và đừng quên để lại những ý kiến của bạn nhé.